Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của khối BRICS vừa kết thúc tại Nam Phi và thu hút sự chú ý chưa từng có từ cộng đồng quốc tế. Sự kiện trên của khối BRICS thậm chí được so sánh như hội nghị Bandung năm 1955, nơi các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập và Nam Tư cùng nhau phát động phong trào không liên kết. Có vẻ như một thế hệ lãnh đạo khác, lần này đến từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đang xây dựng một giải pháp thay thế cho trật tự thế giới do Mỹ thống trị. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất khác, theo nhà báo Pankaj Mishra của hãng tin Bloomberg, những gì diễn ra đối với nhóm các nền kinh tế mới nổi không tươi sáng như kỳ vọng. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, nhiều sự kiện ồn ào đã xảy ra, cho thấy trong nội bộ khối BRICS vẫn tồn tại đầy mâu thuẫn và bất cập. Điển hình như báo chí Nam Phi đề cập việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ chối rời máy bay khi hạ cánh vì người chủ trì diễn đàn Tổng thống Cyril Ramaphosa không đến sân bay để gặp ông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những lý do chưa rõ ràng đã không thể phát biểu theo lịch trình khi khai mạc hội nghị. Trong khi đó, một nhà lãnh đạo khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin, phải đọc diễn văn qua liên kết video. Khi hội nghị diễn ra, các nước BRICS đã lên án một quốc gia không tên nhưng dễ nhận biết, với cáo buộc bị ám ảnh bởi việc duy trì quyền bá chủ và cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều cuộc đàm phán sôi nổi, đặc biệt là từ Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva về việc phi đô la hóa và đồng tiền chung của BRICS nhằm thay thế USD đều không đi đến kết quả gì. Khối BRICS còn quá nhiều việc phải làm mới có thể trở thành đối trọng với phương Tây. Sự kiện kết thúc với việc mở rộng danh sách thành viên BRICS. Nhà bình luận cho rằng chớ trêu thay, nhóm này giờ đây sẽ bao gồm Argentina và Ethiopia đang chìm trong khủng hoảng, cũng như Ả Rập Saudi giàu dầu mỏ, nhưng cho đến gần đây vẫn là kẻ thù của Ethiopia, Iran. Theo báo Mỹ, thậm chí nhiều cuộc hội đàm bên lề diễn đàn đã bị hủy bỏ, khiến Tổng thống nước chủ nhà, ông Ramaphosa buộc phải nói rằng điều đó là cần thiết để các nhà lãnh đạo cũng như phóng viên được nghỉ ngơi. Nhà báo Pankaj Mishra của tờ Bloomberg đặt câu hỏi, vậy thì chúng ta nên làm gì với một tổ chức bắt đầu cuộc sống như một từ viết tắt ngẫu nhiên? Tốt nhất là không nên vội vàng và do đó tránh phóng đại tầm quan trọng của BRICS như một đối trọng với trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn đầu đã tồn tại hàng thập kỷ. Thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác. Theo ý kiến cá nhân nhà phân tích, khối BRICS đang cố gắng che giấu sự trống rỗng, theo đuổi lợi ích đơn lẻ của mỗi thành viên, cố gắng sử dụng tập thể nhằm phục vụ toan tính của mình. Tất cả những điều này chứng tỏ sự tính toán lạnh lùng của ít nhất một nửa số thành viên khối BRICS và cho thấy họ không sẵn sàng xây dựng một liên minh thực sự mạnh mẽ. Thật vậy, tầm nhìn, tập hợp các quốc gia BRICS, bao gồm cả các thành viên mới, không gì khác hơn là một toan tính đầy hoài nghi. Mục đích của những quốc gia này chỉ nhằm tăng cường khả năng thương lượng trong các thỏa thuận thương mại, công nghệ và quân sự mà họ sẽ tiếp tục theo đuổi với Mỹ và châu Âu. Theo Reporter, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.